Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cặp loa đến từ hãng Pioneer, một trong những cặp loa được ưa chuộng và sử dụng, được bán ra nhiều nhất tại Nhật Bản cũng như tại Việt Nam. Thì dòng này cũng khá là được ưa thích bởi các bạn chuyên nghe nhạc vàng, những cái loại nhạc trữ tình. Nó là loa Pioneer CS-A77. Đây là một trong những dòng có mức giá tầm trung mà chất âm nghe khi chúng ta nghe nhạc vàng và các loại nhạc trữ tình nó thì rất là hay. Dòng CS-A77 là phiên bản nâng cấp của dòng A7 với các thiết kế đẹp hơn và các nội thất bên trong nó làm cao cấp hơn. Dòng A77 nó có chiều cao là 80cm, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 30. Thì đây là một thùng khá là lớn, thiết kế nó cũng rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là sang trọng và tinh tế. Bạn có thể thấy nó một lớp vỏ simili giả gỗ màu đen bóng rất là đẹp. Cái trên này mình dán miếng giấy để cho nó khỏi trầy. Hai cái lỗ thoát hơi phía trước. Cái bát này là bát giấy gân vải. Cái loại gân vải này thì nó sẽ không bị mục nha các bạn, nên chúng ta có thể yên tâm mà chơi, không sợ phải thay viền, thay gân. Bát giấy nó đánh tiếng rất là chắc. Còn đây là trép đòn, mít giấy thì tiếng nó còn rất là mộc mạc và chi tiết. Các dòng Pioneer như các bạn đã từng thấy, những cái cặp A7 hoặc là A9 thì cái mít giấy nó thể hiện tiếng còn rất là tốt. Đây, trép nó cũng là trép giấy. Thì theo đánh giá cá nhân mình, đây là một dòng cho chất âm rất là tốt, nó chỉ thua dòng A9 thôi nhưng mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và thỉnh thoảng có thể karaoke đều rất là tốt. Dòng A77 thì có thể ghép rất là nhiều âm ly, rất là dễ chơi. Đây, có thể ghép các dòng Sansui, Pioneer hoặc là những dòng Ludman, Marantz đều rất là tốt. Đây là phía sau của nó, độ kháng là 8 ohm, công suất là 70W, một mặt công suất cũng khá là tốt để chúng ta nghe các loại nhạc lớn. Rồi, ok, mình sẽ quay cho các bạn xem rõ chi tiết các tiếng loa, sau đó mình test nhạc cho các bạn nghe thử nha. Loa còn rất là đẹp nguyên bản, màng rồi còn rất là sạch, không có bị dơ ố. Rồi, bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử chất âm của đôi loa CS-A77. Âm ly mình ghép là âm ly Ludman LV105U nha. Một âm ly có kết hợp giữa đèn và bán dẫn. Chúng ta nghe cho chất âm nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Mùa thu kịp tới, mùa
chưa nói biết tỏ cùng ai, để trang sách chép đầy vần thơ. Hồn mơ mơ ngoài cửa lớn, mùa thì đến nơi rồi, lòng con vương ngàn nỗi nhớ. Mơ mịt quá nếu đời xa xôi, người đi có nhớ về trường xưa, còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng. Ok, mình hoàn thành xong bài test đôi loa Pioneer CSA77. Một cặp loa có mức giá tầm trung, chất âm lại rất là hay. Nếu các bạn thích hãy bấm nút đăng ký để cập nhật sớm nhất những video mình ra mỗi ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.